Kênh Công Long RC xin chào anh em nhé. Hôm nay là mình lại giao thêm một chiếc cầu trượt nha anh em, cũng là cầu trượt anh em ạ. Tại vì đa số ở đây là dân nó chạy đường bằng ấy, đó, chạy đường bằng nên là đa số chạy cầu trượt thôi là ok, không cần cầu đấy, tại vì cầu đấy là ít khi xài nha anh em. Đó, mới làm được mới làm xong một chiếc ở đây. Chiếc này có thăng hơi nha anh em, thăng hơi, còi hơi luôn. Đấy, hôm nay là mình sẽ quay cho anh em xem. Cận cảnh này đây. Chiếc này là đầu 30 này anh em, đầu 30 có tời bụng ha. Đây cái này mình anh em xem đầu đằng đó, đầu 30 HP đề các kiểu nha anh em, máy gió đề đây, bình và bình hơi. Đây là có hai nhíp nhíp bên dưới rồi nhá. Không có cầu nhưng mà mặc dù không có cầu nhưng mà vẫn đi bỏ cầu đấy nhá, bỏ cầu lốp. Xe này là làm gọn, thấp, tại vì xe này là đa số là đường trường không à, đa số xe thì phải có xi nhan còi nhá anh em. Xe này là còi hơi. Còi hơi là kêu cực kỳ rát luôn anh em ạ. Mà dừng xe nãy giờ rồi, nãy là mình đang quay làm TikTok ấy. Đây là giờ hơi thì vẫn còn bình thường nha anh em. Đó. Bây giờ mình sẽ bật khóa test quẩy cho anh em xem này. Ơi, còi này là bấm giật. Ôi giời. Không nên bấm nhiều nha anh em, tại vì đa số ở đây mình đang quay ở ngay cái chỗ người ta mua xăng nhá. Đó. Mua xăng nãy đi quay mà hết dầu anh em ạ. Ôi giời. Phải chờ rất là lâu, với lại nắng nữa. Rồi, xe này đâu thế đây anh em. Xe anh em đa số là hỏi giá các kiểu đủ thứ thì bảo là đắt này kia thì anh em cũng biết rồi. Bữa nay đồ thì nó lên. Riêng cái đầu, riêng cái phần đầu này là phải 50 triệu anh em ạ. Riêng cái phần đầu này này, phần đầu này, dàn này, tời này. Đó, các thứ bơm này nữa này. Đó, phần này và lại gia công ở trên này, gia công dưới. Và lại phần nắp đít này kia là bao gồm đấy là hơn chục củ anh em ạ. Đó, máy 30 thì anh em cũng biết rồi. Giá nó bữa nay là hơi chua, giá nó tầm 20 18 trở lên nha anh em. Tại vì nói chung là có ngày nó lên, có ngày nó xuống. Cái đó thì mình cũng không biết rõ được. Tại vì anh em đi mua thì nếu mà đa số thì cũng biết rồi. Còn dàn thì chưa làm gì thì đã 15 triệu rồi. Đó, dàn mới đem về là 15 triệu nha. Chưa tính cái phần saxi này anh em. Đó, saxi có tời bụng này. Đó, mình chế thêm cái mấy cái đồ đây linh tinh lăng lực bật bật này. Rồi dê trước này. Đó, đến phần đầu thôi là 50 củ rồi, một nửa rồi. Đó. Còn anh em làm lắp thêm bot. Bot đa số bữa nay full bộ chắc tầm cũng là 15 triệu rồi anh em. À 11 triệu chứ. Là tầm đấy á, tầm 11 triệu đấy. Đó. Thì cái đó là mình báo giá sơ sơ chung chung vậy thôi. Chứ thực tế thì anh em trong nghề thì nó sẽ rõ hơn, nó. Còn mình có gì mình báo sai thì anh em thông cảm nhá. Tại vì mình thì cũng không chuyên về mua bán. Đa số là mình làm thôi anh em ạ. Đó, mình làm trong chỗ mình thôi vậy thôi. Mình làm xong rồi mình phục vụ cho bà con vậy thôi. Đó. Còn anh em thích chỗ nào mà nó rẻ hơn thì anh em làm chỗ đấy. Đó. Còn sắt thì anh em cũng biết rồi đó. Riêng cái này thì anh em xem đi, đó, dày nó dày cỡ vậy đó. Còn phần này nói chung làm thì là kiểu dạng là làm bất tử luôn anh em ạ. Đây, khung sườn cái này là phải V7 này anh em, V7 V8 ở dưới này này. Đó, làm là phải vậy. Làm là không phải là làm một ngày hai ngày xài đâu, mà là làm là tạm kiểu bất tử luôn anh em. Trừ khi mình bị lật này kia thì mới móc được, chứ không chạy bình thường thì xe này làm gì có ấy. Đa số ở trên mình kia thì làm thì có V3 thôi à, V3 thì nó có chừng này thôi, anh em cũng biết rồi đó. Cái này thì phải V7 này, ở trong là V6 này anh em, ở dưới cùng là V8 đấy. Còn phần này thì được gia công rất là gọn gàng đó. Nếu anh em không biết giá, tại vì đa số ở giá nó nhiều chỗ nó làm nó chênh lệch khác nhau, với lại sắt thì cũng khác nhau nha anh em.
nên là nhiều anh em cứ lên rồi nói này nói kia. Còn về phần nhiều anh em là chưa có thời gian làm thì anh em thông cảm nhé, tại vì bữa nay cũng nhiều đơn hàng quá, với lại ai xuống sau đặt sau thì làm sau nha anh em, còn ai làm trước thì được lấy trước vậy thôi à, còn ai nhanh tay thì được lấy. Cũng nhiều chỗ anh em muốn làm mà không có thời gian làm, tại vì làm không kịp ấy, nên là nhiều chỗ thì cũng làm chỗ khác thì đa số có chỗ nó rẻ hơn nha anh em. Đó, mình cũng không giấu cái chuyện đó, nhưng mà nếu mà lấy cái chiếc mà rẻ thì vô đây so sánh với bọn mình thì chắc chắn là không bằng rồi nha anh em, chắc chắn là 100% rồi không bằng nhá, tại vì cái hàng rẻ thì ai mà làm cho anh em ngon mà bổ được, thì giá rẻ thì chắc chắn cái này phải rút nhỏ hơn một xíu này đó, cái này thường thường đa số là V5 này đó, V5 rồi bên mình đây làm V7 đó, V5 V7 thì giá nó chênh lệch rất là khác nhau rồi đó. Với lại bên mình làm thì vỏ cầu là lắp vỏ cầu ắc nhíp này kia thì đủ tu thứ, phải dày này đó, phải dày các kiểu các thứ rồi anh em, cho anh em xem cái phần cầu đó. Rồi nhíp thì cũng phải nhíp cặp này. Rồi sườn thì cái này là Y12 này. Đó. Thì cái phần chống này này, thì anh em cũng biết là nó to bự chà bá rồi này đó. Phải hai cái V4 với V4 nó ốp lại với nhau hàn xong thành U8 nha anh em. Đấy. U8 thì anh em cũng biết rồi đó. Làm thì nói chung của xe này thì làm rất là tỉ mỉ. Hàn mối hàn thì anh em cũng biết rồi đó. Đó, hàn là phải xung quanh luôn anh em ạ. Đây, hàn là xung quanh luôn. Đây là bao chắc cho anh em. Bao chắc bao trở nhá. Còn về phần nếu mà có đi lún này kia thì đã có tời rồi. Đó, tời bụng thì nó rất là tiện hơn cái tời mà tời gắn ở trước này anh em ạ. Rất là tiện. Tại vì mình đạp côn là nó sẽ ngắt hết hệ thống ở trong này luôn. Đấy. Còn dây ga, dây côn thì là bằng ruột lớn, nhưng mà dây nhỏ nó sẽ không, nó ít khi bị kẹt nhá. Rồi bơm thì bơm thường thôi nha, bơm thì nói chung là bơm lốc lạnh này kia. Còn máy thì máy mới đó. Anh nhiều anh em thì cũng không biết về xe ấy, đa số là vô comment tào lao không à, tào lao bí đao. Nhiều ông thợ ông xuống đây ông biết á, nhìn một phát là biết là xe như nào anh em ạ. Đó, xe thì nhìn dạng như là gọn gàng đủ thứ, làm là phải công phu, rè trước rè sau đầy đủ. Đó, nhiều anh em làm là giá rẻ nhưng mà không có rè sau cũng không có rè trước, đó là một phần rồi. Còn phần thùng đủ nghề này kia thì riêng cái phần này chắc là tốn gần triệu rồi đó, riêng cái phần này này đó, một bên là phải triệu, bên kia cũng triệu luôn đó, anh em cũng biết rồi. Bót bát thì cắt đẹp này đó, bót là cứng cáp vậy thôi, bót là nhả ra nhá, dạng như là lái thì nó trả lại đó. Anh nhiều anh em cũng thích trả lại, cũng nhiều anh em không thích, thì cái đó thì tùy anh em làm sao cũng được hết nhá. Xe thì trang bị đèn led này anh em, đèn led các kiểu, còn đèn hông thì anh em cũng biết rồi, đèn hông và đèn xi nhan đầy đủ, đập phanh thì có đèn đó, đập phanh có đèn nhé. Xe này đặc biệt là, mà xe này cũng giống như xe kia thôi, cũng không đặc biệt gì cho nhiều. Đấy. Xe này thì cũng không có lắp điện tử này kia. Mấy xe lần trước thì mình có lắp nhá, còn xe này thì không. Xe này thì công tắc này thì nó một công tắc thì nó thành chia ra hai công dụng này. Nút đầu tiên thì nó đèn đề mi với lại đèn hông. Đó, đèn hông các kiểu xung quanh luôn. Đó, khi mình chạy đêm ấy, đêm dạng như là vừa hoặc là khi nào mà có sương mù này kia ấy, thì người ta gọi là đèn sương mù. Đó, là nó mình bật một nấc thì dạng như không cần phát sáng ấy, nó sáng đèn này thôi. Còn đèn chiếu sáng thì vẫn là đèn này nha anh em. Là kéo thêm nút nữa. Đó, kéo thêm nút nữa là đèn này nha. Đó, dạng như mình bật một nút thì nó đèn để mi. Hoặc còn gọi là đèn kích thước, hoặc là đèn sương mù, nó tùy chỗ anh em gọi. Đó.
Đây này thì lắp bu li 18 này nha, chạy thì nó nhanh hơn. Cái đó thì tùy khách hàng thôi. Còn bên mình thì ưa như nào thì lắp như đấy. Còn tiền cứ tính tiền thôi. Đó, sơn bên trong thì sơn hết này nha. Cái này thì phải mấy ly đây. Đó. Này cũng dập hết. Nói chung là mình chỗ làm thì nó công phu thì giá nó khác hơn. Đấy. Hôm nay là một ngày, hôm nay là ba gara giao nhá. Gara anh Cư với lại gara anh Ban Hiền cũng giao luôn. Hôm qua mình có xuống giao lưu với mấy anh ở trên đấy. Có xe là chỉ có vậy thôi. Thì cũng nếu mà có cái xe thường thì có thể bọn mình ấy được. Còn là nhiều anh em mà cứ ham rẻ thì tùy anh em thôi. Xài có thời gian thì nó cũng ấy thôi. Còn làm giá vừa thì vẫn có nha anh em. Nó không phải là không có. Giá vừa thì vẫn có. Đó. Rồi, xe thằng Tế đây. À, bây giờ thì bọn mình xin phép được kết thúc video nha. Đó, anh em ai yêu thích mình thì cho mình một like hoặc là một lượt đăng ký kênh để mình có nhiều động lực làm video cho anh em kiểu mới. Đợt sau là bọn mình làm xe Lâm Đồng có ben nha anh em. Đó, còn đợt sau nữa thì mình làm máy 35 của con trai, nhưng mà mình lắp turbo nhá. Đó, ai hóng xem thì xem nhá. Đó. Anh em cứ đăng ký và like cho mình để mình có thu nhập thêm ấy. Làm thêm nhiều cái hay ho cho anh em xem. Đó, xe công nông nhưng mà làm cái nhiều cái là bê từ ô tô xuống. Cũng nhiều anh em hỏi bên mình làm cái đầu này là đầu Hyundai này anh em. Nhưng mà anh em bậy rồi, làm cái đấy nó rất mạnh đúng không? Nó rất mạnh với lại khỏe nữa. Nhưng mà anh em nghĩ đi, khi nào mà nó hư á, đó mới là cái khổ. Còn xe này nó hư thì phụ tùng nó đầy với lại phụ tùng nó rải òm mà. Ai cũng thể sửa được. Ai cũng có thể sửa được. Còn cái máy Hyundai á, anh em mà hư á phải là phải kêu thợ. Phải kêu thợ với lại giá làm công là chưa tính rồi, riêng cái công của thợ ấy là nguyên cục máy đấy là chưa tính công rớt xuống với lại chưa tính công phụ tùng làm. Đấy. Anh em nên nghĩ hậu quả về sau nếu mà lắp á, còn lắp thì vẫn lắp cho anh em thôi, còn hư thì cái đấy thì chịu thôi, tại vì máy đấy là đa số mình mua máy cũ mà. Đó, nên là bọn mình thì ít khi làm cái đấy nha. Đó, bây giờ mình xin phép về tạm biệt anh em nhé. Đó, xe thì cũng rất là đẹp, rất là gọn. Thì xe mới làm thì làm không đẹp nhưng mà sơn lại thì vẫn đẹp nha anh em. Nhưng mà bên đây thì làm thì chắc chắn là sẽ an tâm hơn. Anh em xuống thì có thể coi cái phần hàn hiếc này kia. Đó, mài kỹ càng. Anh em xem thì anh em tự đánh giá. Coi thì với lại cái bộ này thì được lắp đặt có thể rút nha anh em. Để khi nào bị hư hỏng trục trặc này kia thì mình tháo rất là nhanh gọn. Dàn hơi nữa mà khỏi hơi nó cũng vậy luôn anh em ạ. Đó, nãy giờ mình đứng rồi bây giờ thì hơi vẫn bình thường nha. Đó, giờ mình bật xem. Đó, vẫn rất là bình thường. Đó, bây giờ bye bye anh em nhé. Anh em nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình với nha. Rồi, tạm biệt anh em.